Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại trở lại với tiếng Trung.vn và hôm nay sẽ là phần 2 của để nói chuyện như người Trung Quốc. Nǐ qù nǎr? Bạn đi đâu đấy? Wǒ qù shàng bān. Tôi đi làm. Wǒ zài kàn shū. Tôi đang xem sách. Nǐ tuō dà le? Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Wǒ èr shí èr le. Tôi 22 tuổi rồi. Bù tài zào. Từ zào này có nghĩa là rất là tệ. Bù tài zào, không tệ lắm. Na zhì shì ge jiàn yì. Đó chỉ là gợi ý. Na bìng bù quan wǒ de shì. Đó không phải việc của tôi. Nǐ bú bì cào xīn. Bạn không cần phải lo. Tuō xiè nǐ de zhōng gào. Cảm ơn lời khuyên của bạn. Wǒ zài zhù yì tīng nǐ shuō. Tôi đang chú ý nghe bạn nói đây. Bě duō shì. Đừng nhiều chuyện. Nǐ néng kěn dìng má? Bạn dám khẳng định không? Xiāngxìn wǒ. Tin tôi đi. Nǐ kǎn. Bạn dám. Gěn wǒ lái. Theo tôi, đi theo tôi. Gōngxǐ. Chúc mừng. Bú yào khuā zhāng. Đừng có chém gió. Nà kě bù hǎo. Vậy thì không tốt. Nǐ wǎn shàng gàn shěnme? Buổi tối thì bạn làm gì? Nǐ yě xù shì duì de. Có lẽ bạn đúng. Wǒ bìng le. Tôi bị ốm rồi. Hǎo duō le. Đỡ hơn nhiều rồi. Wǒ bèi tēng. Tôi bị đau lưng. Zhè yàng xíng má? Như thế này có được không? Tīng hǎo de. Rất tốt. Nà tài bàng le. Vậy tốt quá. Nǐ zěnme xiǎng? Bạn nghĩ như thế nào? Bù, wǒ xiǎng bú huì. Không, tôi nghĩ là sẽ không như vậy đâu. Wǒ bù zhī dào. Tôi không biết. Và bài học hôm nay đã kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp các bạn trong các video clip lần sau. Nhớ bấm like và follow chúng mình trên Facebook lẫn YouTube. Học tiếng Trung với thầy Phạm Lê Châu nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.